xin lại Phật từ bi quan đại, vì chúng sinh muôn loại đạo niên. Với dòng phương pháp phá giải phiền nơi tâm, kinh lại pháp phá nguồn ân đã nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm mà kẻ lầm than nên thuyền lát ở nhà sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chí cả vô mình nên mới lo âu, rồi đường khổ khổ dân đường chúng sanh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh, con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh, Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Phục nguyện hoàng mẫu chân kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng thánh thần tiên Phật. Nghe nguyện này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm. Địa mẫu đánh tối cao giác ngộ, điện linh quang tế độ chúng sanh. Hỏi ai chớ có lạc lầm, đời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, sớm đi mau thức tình mẹ ban phước lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cầm thâu đến diêu cung, thành tâm khấn nguyện đức mẫu từ. Trên khói hương này hạ sinh mẫu ngữ, cảm ứng chứng minh tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng, trăm ngàn muôn kiếp ta về gặp đâu. Hạ quân kỳ ba long qua hội, mẹ ban điển lành mà mới rõ thông. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Chân đu tiên thành tâm trình mẫu, điện quang tỏa ánh chiếu dương cầu
mẹ giang thế độ an non nước na chuyển liền linh ban phước giảng dân nguồn thương sâu đồng băng khoăn nhìn đăng lòng thương mẹ gần bên con xưa mẫu ngự chi nhành biển cả trùng dương nước bi ca tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau mẹ trong tình lượng sống ngào bao nhiêu sống lượng nghẹn ngào bấy nhiêu cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ mẹ sáng khai quá độ khắp nơi núi sông vũ trụ đất trời chính do hoàng mẫu tạo đời an vui con trẻ nguyện sớm chiều tu son vàng dân ba tánh đi nước non thanh bình nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh trần trẻ dạy dân hương thành cầu từ mẫu tây phương chính đàn chân niên hương lợi vàng cung kính tiếng trẻ thờ nguyện thành mẹ hiền lại cầu giọng thâu cung tiên nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh tam nhật mẫu có xiên bay mẫu tiếng cuồng ngăn gợi nổi nhớ thương con quỳ dân nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh nhìn làng khói trầm hương bay tỏa chốn trần miền cung nhìn đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ con thượng tặng mẹ phụ cả
càng phong chuyển khai hoằng đạo pháp ba môn hành tầng. Đọc kinh màu lòng như sao xuyên gợi tâm thần thâm viếng màu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân chành lòng con trẻ tuôn dần để xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu vàng. Cầu lành mẹ chánh an non nước, điện mẫu từ ban phước chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh lý giác đạo vàng rực rỡ, ngay kinh đàn. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Hoa tươi thắm kính dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chính lòng con khẽ cúng dường dân qua. Lời gian cầu thiết tha sớm trưa bay màu, tiếng chân thành dòng thấu diêu cung. Gắn tu nội chi bá tùng bồ đề hành nguyện thơm chốn hương lành. Điện quyền linh phổ lại mẹ độ hết tây năm châu, cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung. Người dưới thế hiếu trung trọn giờ, hội long qua mẫu tử tương phùng. Hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rõ nở tại cung diêu kỳ. Qua thơm ngát con quỳ dân lễ, lại mẫu thương dân thế chứng minh. Tới nhà dân đó quả sinh thành cầu từ mẫu
giảng linh chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiên kẻ thờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phủ khắp càn khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tùng kinh mẫu gia giáng ngọn mẹ giáng trần con nghi đoạn sơ cai. Lời châu ghi lại trần ai là do quyết mặt phi tài từ tôn. Quay lên thọ tiền miên dân lành, nước thành nhà yên thanh bình. Tám nhật mẫu trì kinh, địa mẫu chúng sanh đều xóa đổi nhàn thanh. Mùa màng sung tốt tươi xanh, quả hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sở, kỷ niệm ngày mẹ ngự tông trung. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh chúng tao phùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi cánh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức diêu kỳ điển thiên mẹ phổ phú quý dân lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cung cảnh dân thủy thành thơm ngát nga, nhớ trăng mười thập bát hằng niên. Đúng ngày giáng thế mẫu huyền, thủy thành bát ngọc thánh huyền cung ngân. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân nghị lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du, vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền dòng bãi, điện mẫu từ phố rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khiến đời, gỡ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng suối lòng
bán chúng con lành. Chính mẹ tạo non sông tươi tắm, biển sông sâu thăm thầm trùng khơi. Quang khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thủy đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng, điển quyền linh tỏa sáng mười phương. Tại dân bác ngọc trà hương thành này, tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Tam nhật mẫu thành tâm kính mẫu, tâm lòng thôn dòng thấu diêu cung. Gia gia xâm hợp trong phòng, dân an quốc thới hưởng chung thanh bình. Mùa màng được xanh tươi sông tốt, mẹ đổ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy mà nên. Linh căn mẹ dưới trên phân rõ, tâm dân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngữ thượng tầng độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh. Phước lộc thọ hiển vinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ mốt, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu kề Phật mẫu quá xanh muôn hồi.
chớ lanh ni mạo xét soi vô trổ điển âm dương kết ta tổ thai nhi thượng phần máu ngự phương phi phần ra thiên địa trị về chúng sanh địa mau truyền chân kinh tâm quyết ngà khi âm dương hội nghĩa cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu hoa xanh nhân loại ngạt ngào chân thân vậy ai mới bước lành đường đạo phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh lời châu mẹ giải quyền linh hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa phân riêng âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời nhật nguyệt tinh phương trời tỏa sáng mái hiền chi hiện rõ thần thông mẹ phân nam bắc tây đông bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn điển thiên mẹ bảo tồn vinh cổ chốn trung ương mẹ thủ địa châu linh quang chiếu sáng nhiệm màu thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành phụ quân mẫu trường sanh bất lão tài cao minh sáng tạo quyền di thiên lung địa diệu kỳ trị âm phối hợp phục quý diêu đài thiên địa lập âm lai dương hương khi thần giáo dành giới điển linh đất trời do tạo hóa sinh pháp ma luân thường chuyển siêu tình căn nguyên chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh phổ điển linh chân tâm này tâm thanh chẳng ngừng qua quá xanh xanh thiên can thường chuyển vận hành địa chi thần với khi hiệp thành thái thanh mẹ cô mang cành cánh đi thập niên tình thương mẫu tử tiên liên mười thô đúng nhật chia riêng què hào trong y bát quái thần vào tám hướng tám quả do mọi hướng định ra sáu hào một què đó
giờ đúng. Thập niên trường chuyến dòng thánh thai, mình đi quần sức thế trần ai sao về thiên tử khi tài quyền quan. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai, nhân hoàng tam địa thiên tài còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục thi ngài hay biến quá, bác quái phân phát quả điện linh, chỉ rành tám hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần ngày nóng phi tài ngũ cấp, sắc lệnh gieo châu ngọc cấp nơi, đó là hạt giống của trời xanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiện viên tạo bán nghi phục, đêm ấm mây no hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơm áo chốn trần để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vô trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên, thượng tầng bao phủ điển tiên, chẳng rời xa khỏi mẹ hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở say, gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh nhân loại cỏ cây thú cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngân thổi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng xanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân nghe mẫu trưởng thành mà ra. Danh đi làm có năm mẹ tò thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sơn rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ gió nơi màu hoàng. Năm dông lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thứ gạo dành hưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phụ đầy. Khi lìa thế gọi thấy thân mẫu, sự quá xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn.
nào châu quận thôn làng tính quyền kìa lâu đài cung điện quy nga am chùa quán xá lập ra hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân chư Phật y đất kim thân do màu cả trăng châu ngọc bộ đó đây hiểu chi kẻ ước việc này lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành loại kim khí bạc vàng quý bao tất cả do mẫu tạo xuất ra dương hầu vạn quốc gia gia cũng do lệnh mẹ bán ra tôn sùng người dưới tế hiếu rung vạn dở bao quyền linh sao trước mẹ ban dân an quốc thái nhà an đế dương cùng cảnh đi mẫu hoàng từ tôn nước nào bị dập dòm chinh chiến cũng do nơi mẫu chén phạt hành vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điện mẹ dằm đó ở đây có tạo lành the đầy lúa dài cùng quá quá rau cải trái cây nào là chua ngọt đắng cay nào là lúa ăn thuốc muốn rừng cây ai tường hành ớt hẻ gần đường tiêu tội khắp nhân sinh nay khỏi bệnh đau hoa xanh linh dược nhiệm màu cao lương mỹ vậy thiếu hoa đau vật nào lại có dấm châu dầu tương muối suối nào bằng nguồn suối tình thương mẹ ban trăm vạn mùi hương lao tâm bỏng quyết khi đoạn thương vì con công lao mẹ bút son khó tả dù khói đau từ máu chăn sàn nỡ nào quên đức nghĩa cho đành vật ăn uống mẹ dành cho đó sản phẩm do mẹ quả tạo ra cân đai áo mão phù qua bạc tiền vật dụng hiện ra hàng ngày mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng thân mẫu xanh ban thưởng khắp nơi
vật chi chẳng sót trên đời, máu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vô độ tận hoàng tạo hóa, do màu xanh ra quả địa cầu. Dương trần như thể bèo trôi canh đời, trống rỗng thám sầu nạn bi. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát bàn lãnh địa tinh. Từ vua chúa tới quân binh, sẽ đều tận diệt nhân xâm điêu tàn. Phương hướng dành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành cam chịu quạnh nhiêu khổ sầu. Mẹ ván truyền châu cao quý, ai xua tầm diệu lý quang minh. Thành này tâm khảo sát trên kinh, thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành. Từ tôn chiếu điện lành ban phước, sắc lệnh phế người được hiển danh. Khi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ giáng bút ngọc linh kỳ. Nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt, chân khí như ánh đi đuốc thiên tiên. Mẫu cho phán bổn hoàng nguyên chân thần, đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tinh khi hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tu hường cảnh thượng đài. Cái tâm trung chuyển đạo ngay lý chân, thâm hiểu chớ rài bỏ qua. Cầu quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ phê tài nông nổi mà chi. Chân kinh lành mẹ có gì, từng thần văn võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, dòng ngã đành sao. Tao nhân mặt khách anh tài, nông thương công sĩ nỡ nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nghĩa cả thiên liên đành lòng bội bạc chân truyền lời châu. Chánh pháp bây đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân Phật màu diêu trì đó đại mô.
mây xanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hõm đọng hoa xanh, thời còn mồ mịt trước thanh chẳng tường. Thiên địa chia âm giới dương khí, thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm, thời gian sức thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng tử giả con thơ, quá thần chớp nhoáng phút giờ chia ly. Thứ không ngữ mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến hóa chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền nước sóng mây trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước kê mong quyết mạch trùng hùng. Sớm về điện ngọc cung diêu, bon lành cố gắng điêu trung tu tiền. Hỏi tí sổ hỏi tí sổ khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn trăm tám mươi chục câu khuyên sanh đời. Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, con từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiên ta, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai. Ấm mây no hưởng lạc trần, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dờn. Điện quang mẹ bảo toàn trường tồn, đổ con thơ hỏi đủ nhiêu công. Nếu ai chẳng tin bất tòng, mùa màng ruộng rẫy xa
khó khăn đi đau khổ, nhân sinh lầm vào chỗ hiểm nguy, không mong sống sót được gì đại kiếp thầy quả phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết đúng trăng mười vào tiết trời đông, mẫu từ xuất hiện thần thông vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh, mẹ phổ hết điện linh quảng đại tâm quyết thư để lại chân kinh, kim ngôn siêu thoát hoàng minh từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an nhàn. Là con hiếu đàn tràng khung cảnh, mỗi hằng niên nguyện thịnh mẫu từ, đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm người người trì kinh, lập đại lễ hoa sinh trà quả, dân hương đăng tất cả khiếp tinh, cùng nhau hỏi hiệp trì kinh, sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền ba kinh nghĩa lý đồ đầy, từ tôn đại thọ nghi đầy cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng, hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phu bằng hằng sĩ hiền thần, truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui tưởng muôn phần ấm no, mẫu hứa sẽ ban cho con thảo, năm trai làm kế tạo lửa hương, hai giai hiếu đạo thuần lương, đời đời nói giỏi toàn đường tông môn, nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, cảnh lễ ngày kỷ mẫu thành tâm, mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên sinh vạn đại hưởng âm đức dài, sứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn tràng cầu bốn phía an sanh, bảo toàn tánh nghe mạng chúng sanh, mẫu hoàng phổ điện ứng linh lời nguyện, quốc dân nghi nào kiện thiền dòng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân, mẫu từ cho sức thánh nhân,
hồng manh sức chống muôn phần quyền linh. Công đức kỳ mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền đơn phải sùng am tự quả sơn tượng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tượng bái từ tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn hiếu tử, làm đặng ý ngôn kiên truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sức xây tái tạo mau đi. Tùy với theo phương tiện hữu vi, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẹ chứng lòng thành cao tâm hảo, sẽ ghi con tên thảo đề danh. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phổi sạch ta trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận yêu, đắc quả cao cổ kiêu khai minh. Con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quán đại quán minh tâm thần. Mẹ sắc tư phong danh muôn thọ, chánh quả thành dứt nợ trần ai. Bán cho cụ phẩm điên đài trung ương, thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý bao, phu phổ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban đỏa hướng hồng ân, đủ danh này bố điện muôn phần giá gian. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thới dân liên thành bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy đức địa mẫu, nam mô con kính lạy địa mẫu đấng tối cao vô thượng. Đã giáng lâm phù hộ thế gian này, với anh linh cùng đức độ cao dài, công tế thế an ban danh còn đơn. Nam mô con kính lại địa mẫu, ân độ sanh vô lượng, ân bảo kỳ cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian mẹ thanh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con ơi.
Nam mô con kính lại địa mẫu, đấng mẫu nghi tư hài. Danh lần khắp cả nước non tiên, xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô con kính lại địa mẫu, đấng anh linh vô hại. Xin mẹ ban phép là cứu trần gian đang sống trong nghiệp chướng ngã chốn trần hoàng. Xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành, cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ. Ngũ canh từ canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng dân khổ lệ nạn tới bời, nên lo tu tình này con dạy lại mẹ nguyện cầu bể khổ giới. Cánh hai điện lực ngã rải mọi nơi, thiện nhân tu tình được thành thơi, sao không cố gắng tu trì dạy thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm dòng vật chất, chôn lấp linh quang đời giấc nam ca. Cánh tư đắm lệ coi ta bà, điện linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nga nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bổ ban quyền diệu dứt quan thiên, thiện nhân cứu giấc tu hành dày, di lạc quái linh dạy chư. Ngày ngày lòng mẹ bấn khoăn cùng vì thương trẻ nơi chung bụi trần, nở nào xây mặt sắp lưng liêu chiêu, con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nọ sấm gian niên,
sắc phiền con công, mẹ sanh sáng chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ vẫn bỏ đành thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên kiện vật tạo gây, muốn đổ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mờ, con ơi nghe mẹ thăng đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đại hỏi con thì gặp cha. Ít lời kim khẩu thiết ra, dương gian con ở mẹ về thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa bảo dưỡng sanh A Di Đà Phật. Trước hương đăng trà hoa lễ chí thành, con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời cháu ngọc mẹ ăn cần dạy biểu, dắt con chỉ bên chỉ bờ lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chi tịnh, giữ một lòng vẫn nhìn lo tu. Giờ này là tuyết năm mô điện thiên, nghe mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cùng son bờ bên, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp bạc ngang bài thanh trà, quá quả lễ bài kính dân. Con lên bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kiện thiền vọng bay màu hoàng chánh, chánh đạo giao sắp an dân thần. Độ người khỏi chốn mù minh, dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tai quả đã dương, lại mẹ dòng
dài dẫu mới tường thiên cơ. Gió cất tự tóm tay riêng ba chỗ, dương cung tay mẫu đê đầu lại tả từ ân. Hào quang rọi xuống hướng lân tầm thành, khắp trong dân nghi chúng đi làm lành, thương yêu dầm giúp ba chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rọi tỏ năm màu, có cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bốn ma bể mới tường cơ, trời sắp đặt mưng thường dễ gian. Diêu trầy chấn chỉnh sửa sang, bao nguồn về cõi một đàn chánh quy. Hiện thiền dòng bãi từ tôn chuẩn nghi, tam giáo mới toàn lý cao. Ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện dòng ước ngao thái bình. Lại cầu mẹ ở thiên đình độ an dân, chúng đi pháp linh đi tỏ tường. Nam mô vô thượng như không, diêu trì Phật mẫu phát đại chứng minh. Phẩm kinh con mới đọc rồi, nguyện xin phước y đức dung bồi chúng sinh, cho người thích phật tu hành bên mê phút chốc biến thành ao sen. Lý kinh sang suốt như đèn, rọi vào tâm trí tối đen sáng đèn. Tổng kinh đệ mẫu có duyên gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu điển quang, cuối sinh Phật mẫu chứng lòng tâm nguyện, quyết chí gắn công tu trì. Nam mô vô thượng như không, địa ngục nguyện sanh bảo mạng chân kinh đại từ tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc từ thị tôn Phật. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật A Tu Trần Thế, nguyện xin phước y đức hùng bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, biết đường Phật tiên. Quy pháp là phương giải thoát, điển quyền linh của khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kịp thời, linh căn mẹ điệp hội kỳ long quang. Quy tăng chân truyền máu đại, phải ăn chay với lực nghiêm trang. Khổ hình giá tạm lưng hồi, vô di thượng cảnh trở về thiên cung.
Nam Mô Vô Cùng Hư Không Diệu Thị Phật Màu Tát Ngộ Chứng Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh do gia đình Phật tử Trần Văn Cao, pháp danh Thiện Ân 62 tuổi, Phạm Thị Bảy pháp danh Diệu Trầm 56 tuổi, Nguyễn Minh Tuấn pháp danh Thiện Minh 37 tuổi, Phan Thị Mỹ Phương pháp danh Diệu Lan 36 tuổi, Nguyễn Hồng Lệ pháp danh Huệ Châu 35 tuổi, Nguyễn Văn Hùng pháp danh Minh Hậu 47 tuổi, Nguyễn Minh Tài pháp danh Thiện Phúc 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Nhi pháp danh Diệu Phẩm 27 tuổi, Nguyễn Văn Phú pháp danh Thiện Điền 30 tuổi, Phan Thị Quyền Trang pháp danh Diệu Hưởng 30 tuổi, hiện ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam. Tâm thành ấn tông chân kinh truyền ra đại chúng gần xa nghe cùng, nghe kinh mẫu xanh mây lòng tôn kính, phước nghi báo này quan hệ biết bao, mẹ ngồi nơi chốn cung lòng con trẻ ngày nay chí thành, trên dưới quyết lòng cung kính, đồng cùng nhau ấn tính bổ kinh, kinh truyền rộng rãi gần xa, thiện nam tính nghi nữ ba gia tu xin mẹ chứng nghi tấm mà lòng con trẻ chốn trần miền thỏ thẻ đôi lời, cùng tay mẹ chứng lòng thành ni ơn vô đức dương trần con thơ, đặng phước kỳ quả tu hành dương thế minh duyên huệ nhận lưu kinh, truyền ra nhân thế nhà nhà đồng tâm, nghe kinh mẹ phát lòng chánh tín, phước lộc mày nhờ mẹ ban cho, chúc cầu ba tấm gần xa miền Nam nữ nhà nhà mình yên, nguyện cầu tính chủ thành tâm, phát tâm ấn hương tấm bộ kinh màu vàng. Nam mô vô cùng hư không diệu kỳ Phật màu tát đại chứng minh, nam mô tam tòa thánh mẫu minh viên điện